Đây là những gì chính mắt tôi trông thấy. Tôi nằm ở giường số 18, ông ấy ở giường số 17. Ông ấy được đưa vào phòng bệnh sáng ngày 28 tháng 1. Đến buổi chiều là nhóm y tế từ Thiên Tân tới. Ông ấy bị khó thở. Tình trạng ông ấy cũng như tôi. Có điều tôi có thể trẻ hơn một chút. Ông ấy 70 tuổi rồi nên chịu không nổi. Anh biết không, chỉ cần mắc phải bệnh này, nếu trụ được thì vượt qua, còn không thì sẽ chết. Mà ông ấy chưa chết mà phải không? Ừ, ông ấy chưa ngừng thở. Người ta bó đầu ông ấy lại. Lúc đó tay và chân vẫn còn cử động. Sau đó chân tay bị bó lại. Rồi sau đó họ lấy một chiếc túi nhựa màu đen bọc ông ấy lại, rồi kéo dây khóa lại, rồi đặt tiếp vào một chiếc túi nhựa khác, sau đó lại cho vào một túi nhựa khác nữa, cuối cùng quấn bên ngoài bằng một lớp như là bao tải, tất cả bọc trong 4 lớp, rồi quấn dây thừng lại. Thế họ đã làm gì để cấp cứu cho ông ấy chưa? Không cấp cứu gì cả, chỉ đeo bình dưỡng khí thôi. Chà, thế chẳng phải là trực tiếp mang người sống đi. Không, không có cấp cứu gì cho ông ấy cả. Đó không phải là bệnh viện mà là nhà dưỡng lão. Đó là bên bệnh viện truyền nhiễm mà, nhìn tấm vải quấn là biết ngay. Người sống mà mang đi thiêu à? Họ thiêu sống, họ sợ độc khí lan ra, tôi nói cho anh biết. Ôi trời, chúng tôi thấy mấy người như thế. Như khu ngay bên cạnh tôi cũng vậy. Một ông già vẫn chưa ngừng thở, đã mang đi thiêu. Ôi trời đất, những mấy người như thế. Vậy là đúng rồi, chúng tôi đều chứng kiến, tận mắt thấy. Chúng tôi ở trong bệnh viện và đã tận mắt thấy. Thực sự nghĩ tới mà đau lòng. Tôi thật tình thấy như muốn khóc. Thật thảm quá. Người bên ngoài chắc không bao giờ biết được mấy chuyện này. Trời ơi, thật khủng khiếp. Quan trọng là người còn sống thì sao không cứu người ta chứ? Làm cách nào mà cứu? Dựa vào cái gì để cứu? Không có thuốc, không có gì cả. Chỉ dựa vào cái bình oxy thì cứu được gì? Thực sự, anh không chứng kiến cái cảnh người chết không khác nào một con vật. Cứ chết là cho ngay vào túi đựng màu vàng rồi mang đi.